chia sẻ các bác một cây khế này, một cây khế rất là già cây. Đấy, già mà độ dàn cành của cây này thì thôi rồi, mới làm ra chi tiết cho các bác. Đấy, cây nó rất là đại thụ chân này. Đấy, độ chân nước nó già như này. Cái này thì ngày xưa em cho cái nhà nó vào đây. Đấy, giờ nó tì ôm hết cái nhà rồi. Đấy, nên nó được cái điểm gấp này, gù lại gấp ra, độ trườn bay ra đây, bay đây rất là phiêu cây. Đấy, cái này nó đang bung bung một lớp lộc. Ừ, cây được cả mặt trước mặt sau. Đấy, sang bên này nhìn nó khuỷu gấp lắm, chân bệ này. Đấy, được cả bốn mặt, tay cành thì là quá già luôn, giật rụt, cái này cắt rất nhiều lần. Nhìn thấy một cây khế một độ già. Đấy, tay cành. Đấy, nâng lên nâng xuống này. Mà những cái cây mà cổ thụ như này, xưa có những cái cây mà để mà to đại thụ, nhưng cái này nó cảm thấy như là một cây thu nhỏ, độ già cây quá nhiều năm rồi. Nó là cây cốt chậu trên cái chậu đẹp rồi nhé. Đây, quay cho các bác xem. Đây, quay mặt sau này, chung mặt nào nó cũng đẹp, nó thu hút. Đây, cái cốt cây nó đã quý rồi, dàn cành. Đấy, xin chia sẻ các bác cây khế này, đo vanh này. Đây là vanh bệ rễ là 1 mét này, tổng độ tàn ra đây là 1,05 m. Chiều cao của cây này là 60. Đấy, 60. Giá thành thì cũng xin chia sẻ để cho các bác là 20 triệu bao vận chuyển cho các bác nhé. Cột khế rất là đẹp, cây đã được hoàn thiện rồi. Rồi, tiếp theo sang một cây nữa. Đấy, tiếp theo xin chia sẻ các bác một cái cốt ruối này, gọi là một cốt hoàng anh mộc. Cốt rất là quý mà cây rất là rụt rịt này, cây đã được rất là lâu năm trên một cái bể. Đấy, vừa rồi em mới cắt lá đi, chỉnh lại. Đấy, cây côn, độ già cây. Đấy, ra đây, lên đây. Cây này được cái một cái thân bệ nó cùng nhau, cùng khối liền lạc, và thứ hai là những cái đầu cắt nó rụt rịt, côn cây. Đấy, được cả mặt trước mặt sau rất là đẹp. Form cây như là một cây trực núi, nhưng mà tổng những cái đầu thân nó sự côn cây, rụt rịt, những cái điểm ve rất thích này. Đấy, cây ngày xưa băm chặt nhưng mà ve vào tì độ già cây. Thời gian cũng rất là lâu rồi, trông rất là gai góc. Đây như thế này. Đấy, nhìn này, một cốt hoàng anh mộc rất là rụt rịt, côn cây. Đấy, kỹ. Cái này nếu nào mà yêu thích tác phẩm này, thỉnh thoảng mang thưởng lãm đi trưng bày chơi rất là đẹp. Đấy, một cốt rất là lùn lực mà em cắt ra nhìn đấy, mầm miếng này đang nảy rất là đẹp nha. Gốc rất là to, ngọn nhỏ, côn. Những form cây rất là độ già cây. Đấy, quanh bệ đây là 1,1 m này. Và tổng độ tàn ra đây 56 phân. Chiều cao cây này là 36 phân, rất là lùn lực nha. Một cốt rất là to, côn cây. Đấy, thật sự là những cái cốt này thì cũng rất là hiếm gặp được. Những cái cốt mà nó được cái cùng nhau khối bệ mà liền lạc và độ già như này, thiên nhiên ban tặng nha. Như một cái cốt chậu mà nó có những cái kiểu lu sẹo ra. Cái này để cho các bác là 18.500.000 bao vận chuyển các bác nhé. Một cốt hoàng anh mộc, côn giật rụt kỹ. Đấy, rồi em tiếp theo sang một cây nữa. Đấy, tiếp theo xin chia sẻ với các bác một cái cốt lục vừng nữa nhé. Một cốt lục vừng thả nước, quấn ra đây, gấp ra đây, gù lên, gấp lại. Đấy, gấp lên đây. Cái cốt chậu thả nước rồi. Đấy, quay
từ từ chi tiết cho các bác cái này nhé. Đây. Đấy, chân bệ ra, gấp ra đây, ổ lên. Làm đo kích thước. Vành cái này là 60. Vành cổ 60, tổng tàn cái này là 75. Chiều cao của cây này là 60. Đấy. Cái này các bác chơi chỉ việc thả nước nhé. Cây lục vừng chơi phong thủy mở cốt chậu hàng này thả nước, cứ thả nước chơi có hoa, nhiều hoa, cây đã ra hoa rồi. Đấy. Giá để cho các bác là 4,5 triệu nhé, bao vận chuyển các bác. Rồi tiếp theo sang một cây nữa. Đấy. Tiếp theo xin chia sẻ các bác một cây hoàng anh mộc nữa nhé. Mà cây này thì được cái cốt khai thác về cũng rất là đẹp, chân bệ nó như một cây cốt chậu ấy, nó như cổ như thế này. Đấy, lên đây, nó lên điểm này, nó côn, tay cành là em làm kỹ rồi, giật rụt rồi. Và một cái thân nó lên như này, nó che lên một cái tử. Đấy. Và cây này thì được cái em trên một cái hòn đá thấm, rất là to, nguyên hòn đá thấm. Đấy. Thả nước, một cốt hoàng anh mộc đã được thả nước. Đấy. Rất chi tiết, lên đây ngọn này, ngọn lại. Chân bệ trọi ra cái là cái cốt của cây này được rất là hay, là cái củ cốt rất là sụ sị, nó là cái thân lên nó vẹn thân. Đấy. Cùng liền lạc cùng chân bệ, chân này chảy dài xuống đây. Đấy. Mà cây này thì em làm rất là chi tiết, hơi cung thôi nhưng mà đa số được cắt giật thôi. Đấy, để giật rụt cái cây nó kỹ. Đấy, qua đây nguyên một cái tảng đá này. Đấy, nên đã được rất là lâu rồi, này làm rất là chi tiết. Đấy, đưa lên xin chia sẻ đến tất cả các bác cây này. Để em đo anh bệ cây này nhé. Đấy, vành của cái cổ này là 1m35 này, tổng lụ tàn cây này làm sau này làm ra đây là 88 phân này. Rất là phiêu. Cái này đo từ miệng chậu lên là 80 này. Đấy. 80 phân. Còn cái hòn đá này đo cho các bác xem. Nguyên hòn đá, trên hòn đá này là 95 phân. Đấy. Cốt hoàng anh mộc rất là đẹp. Mà nó sự cột này. Cái này để cho các bác là 32 triệu nhé. Bao vận chuyển cho các bác nhé. Đấy. Cái này trên hòn đá rồi. Các bác chỉ việc chơi thôi. Rất là nghệ thuật đấy. Cái cốt rất là quý. Thiên nhiên ban tặng cho. Cái độ rụt rịt. Mà cây đã được cắt giật nhiều năm rồi. Đấy. Được tổng thể hoàn thiện rồi. Các bác chỉ việc chơi thôi. Đấy. Một cây để thưởng lãm. Thỉnh thoảng mang chơi cũng rất là đẹp. Rồi tiếp theo sang một cây nữa. Đấy. Tiếp theo xin chia sẻ với các bác một cái cốt si búp hồng nhé. Rất là lùn nực côn mà cắt giật nhiều lần nhé. Mà nó độ già cây. Đấy. Biến hóa cây rồi. Nó nuôi cốt này là cắt giật. Đấy. Đấy. Các bác nhìn này. Độ côn này. Rất thích côn, côn rụt rịt luôn. Và ra đây, gấp lại, quỳu ra đây. Đấy. Chân bệ chảy dễ xuống. Đấy. Rụt rịt cổng độ ngọn. Ra đây. Đấy. Độ lù, độ côn, độ kéo sẹo cho các bác nhé. Đấy, thích chưa? Mặt trước, mặt sau. Cái này thì là trước nó gấp xuống nhưng mà bây giờ cho đây cũng liền rồi, đẹp rồi. Còn đâu tất cả lành nặn hết. Cốt cây rất là thích, đều nhau. Những cốt si này nuôi thì thật sự các bác nó vừa tiền và nó rất là giá trị. Cây côn mà nó đẹp. Đấy, phát cây si búp hồng, quả nhiều. Chất lá đẹp nhé. Đẹp.
Đó, tổng tán, tổng vanh của cây này là 70 năm này. Vanh bợ 70 năm. Tổng độ tàn ra đây là 55. Chiều cao của cây này là 35 phân, rất là lùn lực sau làm côn nhé. Giá để cho các bác là 16 triệu 500 bao vận chuyển nhé. Những cái cốt như này rất là thích, là nó xụ xị lùn lực côn. Đấy, các bác có tương lai nuôi cái này mà để một cái cốt mà chơi rất là hay. Đấy, với thời gian nó lâu rồi, méo mó mà côn cây. Đấy, có hướng các bác làm nó phiêu cây trên một cái ao rồi nhá. Tiếp theo em sang một cây nữa. Đấy, tiếp theo xin chia sẻ các bác một cây hoàng anh mộc nữa nhé. Cây này em vừa mới xuống lá, em đệm lại dây cho nó đẹp. Cây cũng đã làm rất lâu rồi, cây trên chậu. Đấy, cái cốt rất là lùn cây. Và bóng dáng các bác nhìn này, khi làm ra cái bộ xương dăm rất là thích. Đấy, hiện giờ nó như này, còn các bác sau cắt cái bộ dăm chi nó dày ra, mỗi lần tuốt lá đấy, như một cây đại thụ. Đấy, bây giờ mình có những cái cây mà ngoài đời nó rất là to, để mình chỉnh sửa đưa về mình làm ra cây nó lùn lực và côn cây. Đấy, thích chơi là mình về mình chơi để không gian thưởng lãm cây cốt côn đẹp này. Đấy, mặt trước mặt sau rất là đẹp. Qua đây thì cũng xin chia sẻ đến tất cả các bác. Đấy, máy quay chi tiết này, đo kích thước, báo giá các bác. Cái này là 1m1 này. Đấy. Đấy, tổng độ tàn cái này là 80. Chiều cao của cây này là 47 phân. Đấy, lụt nực. Giá cũng để cho các bác là 11 triệu. Đấy, bao vận chuyển cho các bác nhé. Cốt rất là đẹp, cây rất đại thụ. Những cái cây như này nói thật là vài chục năm mới có được. Đấy, mình khai thác về mình chơi không làm. Đấy, đến giờ nó đẹp rồi. Đấy, để nhượng cho các bác. Rồi tiếp theo sang một cây nữa. Đấy, tiếp theo xin chia sẻ với các bác một cây lục vừng nữa nhé. Cây lục vừng nuôi từ bé, rất là, đấy, hàng thuần chủng trên chậu thả nước rồi. Cây đã ra hoa rồi nhé. Cái lục vừng già. Trên ao thả nước. Cốt hay, chân nào nó cũng đẹp. Mặt nào chân nó cũng đẹp, nó khúc khuỷu này, chạy lên này. Phần tử quấn rồi. Lên đây. Đấy, bóng tàn cái thứ làm đo kích thước này thì là vào 55 phân, tàn 55, chiều này là 58, chiều cao của cây này là 45. Đấy, giá để cho các bác là 4 triệu 6 bao vận chuyển cho các bác nhé. Đấy, tiếp theo xin chia sẻ các bác một cây hoàng anh mộc nữa nhé, gốc rất là cổ thụ, tay cành em làm cân đối thôi. Đấy, cũng xin chia sẻ các bác và chỉ việc cắt chơi thôi. Cái này thì được cái là thời gian lâu rồi, rất là đại thụ, thu nhỏ. Đấy, bông tàn cân đối, cổ ngọn làm bông. Đấy, gốc to. Được cái là thời gian nó cũng lâu rồi, côn vẹn lên. Đấy, cổ ngọn bay dáng, cả hai mặt đều cân đối rất là đẹp, bông tàn. Giá thành như cái này để cho các bác là 9 triệu rưỡi này, bao vận chuyển cho các bác nhé. Cái này vanh bợ là 1 mét này, vanh 1 mét, tổng độ tàn cây này ra đây 70, chiều cao của cây này là 55. Đấy, để cho các bác 9 triệu rưỡi bao vận chuyển nhé. Rồi tiếp theo sang một cây nữa. Đấy, tiếp theo em xin chia sẻ các bác một cây hoàng anh mộc nhé. Một cây em làm rất là kỹ rồi, dăm dày rồi, bao năm rồi. Đấy, và phối trên nguyên một hòn đá. Đấy, một hòn đá rất là nghệ thuật. Từ đây che lên. Đấy, như cây một cây ở vách núi luôn. Bác tưởng tượng
Khi mình chơi được cái bộ xương dăm nó thích, nó đẩy ra, để nguyên nhìn nó phê này. Đấy, cây này đã ra hoa tạ đậu quả rồi nhé. Một cây thì các bác là một cây mini thôi nhưng mà nó rất là đẹp, rất là kỹ càng. Đấy, chi tiết cho các bác quay, các bác từ từ các bác xem này. Đấy, cái này thì cái đường chạy, đường thân nó rất là đẹp. Đấy, vào đây nó gấp lại, gấp từ đây quay sang đây gấp lại. Đấy, lên quả ngọn. Thời gian một cây như này làm để mà tổng hoàn thiện như thế này rất là lâu năm rồi. Đấy, này xin chia sẻ đến tất cả các bác cây này nhé. Làm đo rồi cho các bác cái độ vanh của tổng độ tàn đi. Cái này tổng độ tàn ra đến đây là 40 này. Đấy. Vanh của hòn đá này, nguyên hòn đá 80 này. Chiều cao của cây lầy là 28 này, từ dưới miệng chậu lên 28. Đấy. Một cây bé rất là nghệ thuật. Để cho các bác là 5 triệu rưỡi bao vận chuyển các bác nhé. Một con dưới rất là đẹp luôn đấy, trên một vách đá đẹp, các bác về chơi thưởng lãm con này rất là đẹp. Rồi tiếp theo sang một cây nữa. Đấy, tiếp theo xin chia sẻ các bác một cái cốt dưới lùn nực nhá. Đấy, ba vai bốn vai cũng được, cái này được cái cảnh phóng ba vai cũng được, bốn năm vai thì cái này nó được cái là thiên nhiên nó ban tặng, gốc nó lùn thấp đẹp gây, trên cái bể to rồi em nuôi để làm vừa ấy, cốt cây sửa làm rất là hay, đợi sệ xuống phóng phiêu ra đây. Đấy, cốt chân nó ra thích, thời gian lâu rồi được những cái cây nó như thế này. Chùn chân vệ rất hay. Đấy, xị móng chân ra nhé. Một cây nó cũng rất là lùn, làm đa làng cũng được, và làm cây nhiều thân, năm thân ngũ phúc cũng được, nó có cái cành bay. Đấy, cây đến giờ nó ổn rồi thì các bác về chỉ việc làm thôi. Chia sẻ các bác đây 8 năm này, vanh bệ với tổng độ tàn cây này ra đây là 70. Chiều cao của cái này thì là vào 38 phân. Đấy, giá thì cũng để cho các bác là 6 triệu bao vận chuyển nhé. Cái này thì cái là các bác chơi những cây này rất thích, là nó vừa tiền, các bác vẫn chơi để không gian thưởng lãm, ngắm những cái cốt nó lùn lực đẹp này. Rồi cũng tiếp theo sang một cây nữa. Đấy, xin chia sẻ các bác một cái cốt Hoàng Anh Mộc nữa nhé. Một cốt gốc rất là to. Đấy, lùn cây bóng dáng này. Đấy, em đã vào bông cho các bác này. Cái này thì định hình cân đối để độ lùn cây, cốt rất là lùn cây, gốc to khuôn cây. Thế cái là côn cây của nó độ sụ sụy của cây. Mặt trước mặt sau nó rất là thích. Đấy, làm đo kích thước báo giá các bác nhé. Cái này thì là vào 88 phân. Tổng độ tàn ra đây là 65. Chiều cao của cây này là 42 phân. Đấy, giá để cho các bác là 6 triệu bao vận chuyển các bác nhé. Rất là đẹp, côn cây gốc lùn. Rồi em tiếp theo sang một cây nữa. Đấy, tiếp theo xin chia sẻ các bác một cây Hoàng Anh Mộc đã hoàn thiện này nhé. Cây thì những cái cây hoàn thiện này các bác nếu không biết làm thì cũng nên mua những cái cây này để chơi, và mình chỉ việc cắt tỉa thôi, tại vì thời gian làm một cái cây hoàn thiện này nó không phải là ngắn, như một cây này làm vào bao năm rồi mới được.
Đấy, các bác biết là trên chậu thì nó rất là chậm lớn mà chơi được cái độ tay cảnh bung tán, và cây nó cũng có một cái nét rất hay này, hay khai thác được cái phần vẹn cây nó lên đây. Đấy, nó chảy dài lên đây, đấy, ra lên đây và sang bên này. Tại vì những cái cây như này thì những cái cốt mà em làm nó được độ chuẩn tay bông, sắp xếp cân đối. Đấy, nếu mới thì là mình không lấy được độ cân đối thì cây nó ấy, lấy được độ cân đối thì cây nó rất là đẹp. Mà những cái cây như này để mình làm được chuẩn chỉ thì cây nó rụt rịt côn đẹp. Đấy, thân bệ bông tàn. Đấy, qua đây thì cũng xin chia sẻ đến tất cả các bác nhé, phần vanh, phần vanh cây này là 1m25. Đấy, cái thân đây là 52 phân. Tổng độ tàn cây này ra đây thì là 76 phân. Độ lùn cây thì là 48. Đấy, cái cây mà độ thân bệ mà dáng vóc này, cái này thì để cho các bác 12 triệu này. Đấy, các bác về thích thì thay ra một cái chậu đẹp, còn dáng cây thì để cho các bác rất là phiêu cây. À, một cái cây như này làm rất là nhiều năm rồi. Đấy, mà cũng chăm sóc được nó, tưới tắm. Các bác chỉ việc chơi thôi. Quý vị và các bạn đừng quên đăng ký kênh và bình luận bên dưới video nhé.